Già có tiền, sướng lắm. Kính chào quý thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Tinh Hoa. Quý vị thân mến, dù ở tuổi nào cũng phải giữ quan điểm cần có tiền bạc để lo cho bản thân, có dư giả chút ít rồi hãy san sẻ cho con cháu. Đây là bài học cho những bậc cha mẹ phải tích lũy được tiền bạc để không phải lệ thuộc vào bất cứ ai. Chúng ta có những ngày trẻ cho rằng tiền là thứ quan trọng nhất trên thế giới, nhưng khi về già mới hiểu ra rằng sự thật đúng là như vậy. Khi giàu có, chúng ta mới có tư cách nói tiền là quan trọng hay không. Tiền là lá gan của con người, là sinh mạng của người nghèo. Tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọc che thân, là cán cân công lý. Học giả Tư Mã Quang, Trung Quốc, thuở thiếu thời đã tập trung tiền dành dụm để cứu người. Trong cuộc trò chuyện, ông thường hỏi học trò của mình, nhà anh có tiền không? Những ai bị hỏi câu này đều cảm thấy kỳ lạ. Một quan lớn như Tư Mã Quang sao lại đi quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy? Ông nói, nếu anh không có tiền thì anh chẳng có gì để duy trì cuộc sống, còn phải vì 3 lít gạo mà phải cúi đầu khom lưng. Nhưng khi đã có tiền trong tay, anh mới có thể đứng vững. Nếu ai ép buộc, anh có quyền không làm trái nguyên tắc của bản thân. Tiền không chỉ giúp anh không chết đói mà còn bảo vệ sự tự do của anh. Cho đến bây giờ, có lẽ câu nói ấy cũng không làm chúng ta thôi suy nghĩ. Không có tiền giống như bạn biến thành người không có tự do. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị môi trường xung quanh áp bức và thậm chí là bóc lột, bởi vì bạn chẳng có khả năng phản kháng. Một câu chuyện khác, tôi có người bạn làm ở một bệnh viện lớn. Một hôm tôi hỏi anh ta, đứng trước những ca cấp cứu, bạn có thể nhìn thấu sinh lão bệnh tử chưa? Anh thản nhiên đáp, có tiền có thể nhìn thấu hết mọi thứ. Thế anh có biết bệnh viêm tụy cấp không xử lý kịp là chết người, nhưng với một vị đại gia chỉ cần bỏ 600 triệu là chữa khỏi ngay. Còn một câu chuyện nữa. Hôm trước, có người già bị ung thư, chi phí phẫu thuật lên ngót 100 triệu. Mấy người con thương lượng với nhau một lúc rồi quyết định đưa cha mình về nhà. Ông hiểu là về nhà nằm đợi chết vì không có tiền để điều trị. Người có tiền khi đi điều trị, ít khi nào hỏi về giá cả. Người không có tiền, câu đầu tiên luôn phải là mất bao nhiêu tiền vậy bác sĩ? Với hai câu chuyện, bạn có thấy sức mạnh của tiền và tiền với tuổi già còn quan trọng đến mức nào? Vậy khi về già, chúng ta có tiền và tự lo được cho bản thân mình mới là điều yên tâm nhất. Tuổi già có tiền, không phiền con cháu. Thưa quý vị, người già không tiền thì khổ lắm, cho nên không còn một xu dính túi, chắc chắn bạn sẽ rất sợ hãi. Chuyện tốt cũng làm bạn sợ, mà chuyện xấu càng làm bạn sợ hãi nhiều hơn. Đối với người già mà nói, điều quan trọng nhất là sự yêu thương, quan tâm quây quần của con cái. Khi con cái không có thời gian ở bên cha mẹ, không thể đem đến cảm giác an toàn về mặt tinh thần cho cha mẹ, thì số tiền tiết kiệm trong tay của cha mẹ sẽ phát huy tác dụng. Trong túi có tiền, tâm lý thoải mái, còn có thể giúp đỡ con cái khi chúng cần, không trở thành gánh nặng cho chúng. Đây chính là tình yêu cuối cùng mà cha mẹ dành cho con cái. Bà Hiền là nhà giáo về hưu, 62 tuổi, hiện bà đang sống một mình trong căn nhà 4 tầng gần Hoàn Kiếm. Nói về của ăn của để thì chẳng có nhiều, tuy nhiên cũng không thiếu thốn đến mức phải ngửa tay xin các con. Bà luôn nghĩ vợ chồng chúng nó tự lập, không phiền mình bận tâm là đã tốt lắm rồi. Giới trẻ ngày nay quả thật rất giỏi.
Ông nhà mất cách đây 3 năm, con cả ở rể bên ngoại, còn con trai thứ hai ở cùng bà. Nhưng sau khi bố mất, vợ chồng cũng chúng nó cũng xin ra ngoài ở riêng. Mấy lần dâu út về, nó nói riêng với bà, bảo bán nhà đi, dọn qua ở cùng vợ chồng nó, nhưng bà không nghe. Cũng từ đó mà thái độ của vợ chồng nó đối với bà khác hẳn. Hàng tháng có lương, bà đều gửi vào tài khoản của hai con trai mỗi đứa 1 triệu, gọi là thêm tiền bỉm sữa cho các cháu. Chả biết chúng nó có nói với vợ không, mà thỉnh thoảng bà vẫn nghe con dâu bảo, chẳng được nhờ vả gì. Cả con trai và con dâu đều có công ăn việc làm ổn định. Đứa thì ngân hàng, đứa thì bác sĩ, giáo viên, công an đủ cả. Biết là bận rộn với công việc, nhưng bà thấy các con vô tâm đến lạ. Hình như chúng nó quên có một người mẹ sống trên đời. Lâu lắm rồi, hai đứa không về thăm mẹ. Gọi thì chúng nó toàn bảo bận với về bên ngoại rồi. Con trai thì mình còn như vậy, cơ mà trách mắng con dâu không thể được phải không mọi người? Hiện thực đau lòng như vậy nên bà luôn động viên mình. Ngày nào còn sống khỏe thì tự chăm sóc bản thân. Đến lúc mắt mờ chân chậm thì tự biết thân biết phận vào viện dưỡng lão mà ở. Mong chờ gì ở các con? Từ đầu năm nay, sức khỏe của bà vẫn bình thường nhưng mắt lại mờ thấy rõ. Lúc đầu bà chủ quan nên cũng chỉ ra hiệu mua ít thuốc nhỏ mắt, nhưng tình trạng không cải thiện được mà ngày càng nặng hơn. Đến khi mờ quá, bà đành đi khám bác sĩ thì mới biết được đục thể thủy tinh, cần phải phẫu thuật gấp để tránh mù lòa. Ở viện về, bà gọi cho các con báo tình hình thì đứa nào cũng viện cớ không về được, khiến bà phát khóc. Mẹ chết, các con có bận nữa không? Nói đến mức như vậy thì tối ấy hai cặp vợ chồng rồng rắn kéo nhau về. Bà vẫn có một khoản riêng cho bản thân. Bữa ăn này chỉ để xem thái độ và trách nhiệm của các con tới đâu. Vậy mà giữa bàn ăn, hai thằng con trai của bà đều đùn đẩy cho nhau việc chia tiền mổ mắt cho mẹ, trong khi chưa biết chính xác con số là bao nhiêu. Thằng cả thì bảo bao lâu nay nó ở rể, không nhờ vả gì được bên nội nên thằng út phải lo nhiều hơn. Còn thằng út lại bảo con trưởng trong bất cứ việc gì cũng phải có trách nhiệm gánh vác đầu tiên. Nói qua nói lại, hai thằng con đứng bật dậy định đánh nhau trước mặt bà. Bực quá, bà đập bàn. Im hết, vậy là tôi đủ hiểu các anh đối với tôi thế nào rồi. Tôi có 2 sổ tiết kiệm trị giá 600 triệu định để dành cho con cháu. Nhưng giờ thì không có chuyện ấy nữa. Các anh về cả đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Coi như tôi chết rồi đi. Tôi tự lo cho mình được. Có tiền, mua tiên cũng được mà. Phải không? Nói xong, bà bỏ lên phòng, đóng chặt cửa. Bỏ mặc 4 đứa con ngơ ngác nhìn nhau. Có thể chúng đang tiếc số tiền mà một bà giáo về hưu như bà định cho chúng ấy mà. Bước vào tuổi già, bệnh tật dù lớn dù nhỏ cũng là chuyện tất nhiên. Nhưng trong tay không có tiền, cần con cái, chuyện tiền bạc là thêm một phần gánh nặng. Cuộc sống như câu chuyện của bà Hiền, khi các con phải bất hòa ngay trước mặt bà chỉ vì bàn về số tiền chữa mắt cho mẹ. Cũng có những trường hợp khi về già, không có một ít tiền tiết kiệm nào cho bản thân, phải sống dựa vào con cái, muốn gì cũng không thể tự mua, muốn đi đâu cũng không được đi. Có những đứa con không quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ vì cha mẹ của mình. Bà Hát chỉ còn một bên mắt, còn bà ghét điều đó, và vì thế còn ghét luôn cả mẹ. Mẹ có một cửa hàng nhỏ ở khu chợ tồi tàn, lượm lặt đủ các loại rau cỏ lặt vặt để bán. Trong suy nghĩ của con thì bà đang làm cho mình cảm thấy xấu hổ. Một ngày kia ở trường con có sự kiện đặc biệt và bà đã đến. Hai đứa con nhìn mẹ với ánh mắt rất căm ghét rồi chạy đi. Ngày hôm sau đến trường, mọi người trêu chọc con bà là: "Ê, mẹ mày chỉ có một mắt thôi à?"
Lúc đó người con chỉ ước mẹ biến mất ngay khỏi thế giới này. Vì vậy đã nói với bà rằng: "Mẹ, tại sao mẹ chỉ còn một bên mắt thôi? Mẹ sẽ chỉ biến con thành trò cười cho thiên hạ. Sao mẹ không chết luôn đi?" Bà phản ứng: "Người con nghĩ mình quá nhẫn tâm, nhưng lúc đó cảm giác thật thoải mái vì nói ra được điều muốn nói suốt bấy lâu." Đêm hôm ấy, người con thức dậy, xuống bếp lấy cốc nước. Bà đang ngồi khóc trong đó, rất khẽ, cứ như bà sợ rằng tiếng khóc có thể đánh thức con. Người con vào ngó xem mẹ thế nào rồi quay về phòng. Chính vì câu nói ban chiều đã thốt ra với mẹ nên có cái gì đó làm đau nhói trái tim người con. Ngay cả vậy chăng nữa, con vẫn rất ghét mẹ. Người con tự nhủ mình sẽ trưởng thành và thành đạt bởi vì nó ghét người mẹ vừa nghèo vừa chỉ còn có một mắt. Rồi người con lao vào học, đỗ vào một trường đại học danh tiếng với tất cả sự tự tin và nỗ lực và rời bỏ mẹ đến Hà Nội. Rồi người con kết hôn, mua nhà và làm cha. Giờ đây, con là một người đàn ông thành đạt và hạnh phúc. Thích cuộc sống ở thành phố, sự náo nhiệt, sôi động mà quên đi hình ảnh người mẹ tội nghiệp. Cho tới một hôm, người con không mong đợi nhất đã xuất hiện trước cửa nhà. Mặt tối sầm lại, người con đã lạnh lùng hỏi bà: "Có chuyện gì không? Bà là ai?" Đó là bà, người đã sinh ra cậu, vẫn dáng người còm cõi và gầy gò ấy, vẫn là người phụ nữ với đôi mắt không hoàn thiện ấy, đang đứng trước mặt người con mà nay lại không chịu nhận bà. Đứa cháu 4 tuổi nhìn thấy bà, nó đã quá sợ hãi, chạy núp vào một góc nhà. Người con đã vờ như không nhận ra bà, nhìn bà giận dữ rồi nói: "Bà là ai? Tôi không quen bà." Người con đang tự lừa gạt mình, và thực sự từ bao lâu nay vẫn tự lừa mình như thế. Con cố quên đi cái sự thật bà là mẹ con. Con luôn muốn trốn tránh sự thật này, rồi đuổi bà ra khỏi nhà chỉ vì bà khiến đứa con gái nhỏ sợ hãi. Đáp lại sự phũ phàng ấy, người đàn bà tiều tụy chỉ nói: "Xin lỗi, có lẽ tôi đã tới nhầm địa chỉ." Và rồi bà đi mất. May quá, bà ấy không nhận ra mình. Người con thầm nhủ và cảm thấy nhẹ nhõm, tự nói với mình rằng sẽ không bao giờ quan tâm hoặc nghĩ về bà. Một ngày, người con được mời về trường cũ để gặp mặt nhân kỷ niệm thành lập trường. Anh đã nói dối vợ rằng sẽ đi công tác mấy hôm. Sau buổi họp mặt, anh lái xe đi ngang qua ngôi nhà mà tuổi thơ đã từng gắn bó. Một cái lều cũ rách lụp xụp, ẩm ướt. Bây giờ nó vẫn thế. Anh xuống xe và bước vào. Anh thấy bà nằm ở đó, ngay giữa sàn đất lạnh lẽo. Trong tay bà có một mẩu giấy. Đó là bức thư bà viết cho anh. Nội dung bức thư là: "Con trai yêu quý của mẹ. Mẹ nghĩ cuộc đời này mẹ đã sống đủ. Mẹ sẽ không thể đến thăm con thêm lần nào nữa. Nhưng mẹ có quá tham lam không khi mong con trở về thăm mẹ dù chỉ một lúc? Mẹ nhớ con nhiều và cũng rất vui khi nghe tin con đã trở về thăm lại lớp cũ. Mẹ đã rất muốn tới trường chỉ để nhìn thấy con, nhưng mẹ đã quyết định không đến vì con. Mẹ xin lỗi vì mẹ chỉ còn một mắt. Có lẽ mẹ đã làm con thấy hổ thẹn với bạn bè. Con biết không, hồi còn rất nhỏ, con bị tai nạn và vĩnh viễn mất đi một bên mắt của mình. Mẹ không thể đứng nhìn con lớn lên với khiếm khuyết trên khuôn mặt đáng yêu. Vì vậy, mẹ đã tặng nó cho con. Mẹ rất tự hào vì con trai mẹ có thể nhìn trọn thế giới mới, có một phần của mẹ ở đó. Mẹ chưa bao giờ buồn vì con hay bất cứ điều gì con đã làm. Con đã từng ghét bỏ hay tức giận mẹ, nhưng mẹ biết trong sâu thẳm từ trái tim, đó là bởi vì con cũng yêu mẹ. Mẹ rất nhớ khoảng thời gian khi con trai mẹ còn nhỏ, khi con tập đi, khi con ngã hay những lúc con chạy loanh quanh bên mẹ.
mẹ nhớ con rất nhiều. Mẹ yêu con là cả thế giới đối với mẹ. Vậy mới thấy, cuộc đời con người thật vô thường. Có những hoàn cảnh, ngay cả chúng ta cũng không thể nào hiểu được tại sao nó lại như vậy. Nếu như người mẹ trong câu chuyện trên không thay mắt cho con, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Và nếu như người mẹ tự có cho mình một khoản tiền tiết kiệm, thì khi về già, bà đã không phải húp núp trong chiếc lều rách dưới đó, cũng như có thể thay đổi được suy nghĩ và cách nhìn của người con đối với mình. Tiền tiết kiệm thời trẻ là sức mạnh tuổi già. Ông Bùi Thắng, 62 tuổi, có một tiệm bán cây cảnh nhỏ trong khu dân cư. Ông rất tự hào khi gọi cái tiệm nhỏ đó là cơ ngơi của riêng mình. Và chiến tích ông đạt được sau mấy chục năm trời làm việc không ngừng nghỉ. Bản thân ông trước đây công tác trong lực lượng vũ trang ở thành phố Hồ Chí Minh, còn vợ làm giáo viên của một trường cấp 2 trong thành phố. Nhưng sau khi nghỉ hưu thì hai vợ chồng ông đều chuyên về quê để tận hưởng tuổi già. Đây cũng là cặp vợ chồng mẫu mực mà hàng xóm láng giềng hết sức trân quý khi được tiếp xúc và trò chuyện. Cuộc sống của ông khiến nhiều người mơ ước về một tuổi già an nhiên, như thế chẳng cần lo chuyện tiền nong, cũng chẳng vội vã để làm việc. Nhưng khi nghe được câu chuyện mà ông bà đã từng trải trong quá khứ để có một cuộc sống như hiện tại, thì người ta đã phải thốt lên rằng, quả thực, tiết kiệm thời trẻ chính là sức mạnh của tuổi già, quý vị ạ. Qua tuổi 50, có tiền trong tay sẽ có sự chắc chắn và an tâm. Chúng ta bước qua tuổi 50, có tiền là có thể tự lo cho mình. Cha mẹ thương con chính là khi về già không cần nhờ đến con cái phải nuôi mình. Nếu bạn ốm đau, bệnh tật mà con cái quá bận rộn không thể chăm sóc, bạn vẫn có thể thuê người chăm sóc mình nếu có tiền. Ngày nay, các dịch vụ chăm sóc người già và người bệnh rất phát triển. Họ là những người được đào tạo chuyên nghiệp nên chăm sóc còn tốt hơn cả con cái. Do vậy, hãy tiết kiệm, bởi đồng tiền chính là sức mạnh của người già. Mới đây, một hội các bà U60 ở Hà Nội đã tự lái ô tô xuyên Việt 35 ngày khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của đất nước. Hành trình đặc biệt này được cộng đồng mạng thán phục và ngưỡng mộ. Với họ, đó là một cách để tận hưởng niềm vui của tuổi đã toàn về già, nhất là khi mệt nhoài với những năm tháng mưu sinh. Niềm vui tuổi già trước hết là được an nhàn, nghỉ ngơi. Đó cũng là điều hợp với lẽ tự nhiên khi đã dành cả tuổi trẻ cho học hành, chăm lo cho sự nghiệp, dành cả tuổi trung niên cho công việc, gia đình. Thế nhưng, tuổi già muốn an nhàn, nghỉ ngơi, muốn sống sung sướng thì phải có tiền. Có tiền không phải là để khoe mẽ, mà là để có cảm giác an toàn. Hay như trường hợp của bà Lan, thuộc tuýp người tính toán tiết kiệm. Mỗi tháng, hai vợ chồng đều trích ra một khoản lương để tiết kiệm. Họ thậm chí còn lấy một ít tiền ra đầu tư vào hình thức ghi là mua trái phiếu chính phủ. Sau này, việc làm ăn của công xưởng ngày càng phát triển, thu nhập của họ ngày một cao. Bà Lan còn đi học cách đầu tư quỹ hay cổ phiếu đất đai. Ở tuổi 50, bà Lan không những có thể hỗ trợ con tiền mua nhà mà cả hai vợ chồng bà vẫn còn đủ tiền tiêu dùng rỉnh. Con trai kết hôn tới nay đã được 10 năm. Bà nói 10 năm này là 10 năm tiêu ít tiền nhất của hai vợ chồng. Hai người vẫn dành dụm được không ít tiền dưỡng già ở hiện nay. Hai vợ chồng bà Lan đều đã nghỉ hưu. Mỗi tháng ngoài tiền lương hưu ra thì khoản tiết kiệm vẫn còn kha khá. Tiền do các khoản lãi từ đầu tư cổ phiếu nhà đất, tâm lý của vợ chồng bà vô cùng thoải mái, cuộc sống cũng rất thảnh thơi.
con dâu của bà Lan sinh đôi, nhưng vì đã lớn tuổi, bản thân bà nghĩ mình không có đủ sức khỏe để chăm cháu sát sao. Nghĩ vậy, bà bỏ tiền ra thuê một bảo mẫu hỗ trợ chăm con với con dâu. Còn bản thân vợ chồng bà chỉ thi thoảng ghé qua chơi với cháu thôi. Vừa được mẹ hỗ trợ tiền chăm con, lại được sống riêng, nên con trai con dâu của bà đều rất thoải mái. Kỳ nghỉ nào cũng đều lái xe về quê thăm ba mẹ, cả nhà luôn rộn ràng tiếng cười. Sau khi về hưu, trong tay có tiền, cũng có thể học và làm những thứ mình thích, nhưng không có thời gian để thực hiện. Nghèo không đáng sợ, đáng sợ là không có kế hoạch, không biết tiết kiệm. Có bao nhiêu tiền thì tiêu hết bấy nhiêu, không có ý thức tích góp, đợi đến khi cần tiền dùng mới biết được tầm quan trọng của nó. Người có tiền tiết kiệm nhất định sẽ tự do, tự tại, an nhiên thoải mái hơn người không có tiền tiết kiệm rất nhiều. Tuổi già đừng chỉ biết trông mong vào con cái, người già vẫn nên biết tự dựa vào mình là tốt nhất. Qua tuổi 50, không có tiền, sống trong bất an. Con người khi đến tuổi 50, trải qua bao sương gió cuộc đời, tóc giờ đây đã điểm bạc, nửa đời người qua đi, dù vinh hoa phú quý hay nghèo khó chán nản, đều chỉ như nước chảy, một đi không trở lại. Ở độ tuổi này, ai nấy cũng đều đã nhìn thấu muôn mặt cuộc sống, nếm qua đủ mọi chua ngọt khổ cay. Hiểu những chuyện nào nên làm, chuyện nào không nên làm, trong lòng nên có chuẩn mực. Đối với những người trên 50 tuổi, hầu hết con cái của họ đã bắt đầu bước vào xã hội. Quá trình kiếm việc làm của các con chính là vấn đề khiến các bậc cha mẹ lo lắng. Lo cho con không có học vấn cao, không có bằng cấp từ các trường xịn, không có quan hệ để dựa dẫm, nhờ vả sẽ bị chèn ép, hay thậm chí lo họ sẽ không chống chọi được với những cám dỗ của cuộc đời. Tất cả đều là những nỗi lo của cha mẹ. Có người lúc này mới hối hận, vì trước kia chỉ mải lo công việc kiếm tiền mà bỏ bê gia đình, không dành nhiều tâm huyết cho việc nuôi dạy con cái. Bây giờ khi các con đã lớn khôn và định hình tính cách, dù họ muốn can thiệp hay thay đổi cũng đã muộn. Nếu bạn không dạy con mình, cuối cùng xã hội sẽ dạy chúng làm theo cách tàn nhẫn hơn. Là những người làm cha làm mẹ, nhất định sẽ rất lo lắng cho con. Như vậy chúng ta mới thấy tầm quan trọng của việc cần có tiền tiết kiệm cho tuổi già. Đi qua nửa đời người, con người ta lại cần tỉnh táo và khôn ngoan. Nên nhớ, ân tình cho đi cần chừng mực, hào phóng cũng cần có nguyên tắc. Có bốn loại ân tình dưới đây, bỏ ra nhiều chưa chắc đã là điều tốt. Quý vị hãy nghe xem có đúng không nhé. Điều thứ nhất, cha mẹ thương con, nhưng thương không đồng đều. Chúng ta thường đánh giá người khác, nhưng lại không biết nhìn nhận và đánh giá chính mình. Nhiều bậc cha mẹ dõng dạc khẳng định bản thân luôn đối xử công bằng với các con, không bao giờ có tình trạng thiên vị. Nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không phải vậy. Cha mẹ thiên vị con trai là thực trạng phổ biến của nhiều gia đình hiện nay. Con trai thường được bố mẹ chú tâm đầu tư hơn cho việc học. Khi trưởng thành, sẽ được bố mẹ mua nhà, mua xe cho. Thậm chí khi lập gia đình, bố mẹ cũng là người đứng ra lo liệu tất cả. Trong khi đó, con gái đi làm gửi tiền về, chăm lo cho bố mẹ thì lại không được tiếng cảm ơn, tiền bạc cũng đem hết cho con trai trong nhà. Trên đời này, tình mẫu tử phụ nữ luôn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Thế nhưng, sự thiên vị, bày tỏ tình yêu sai cách có thể khiến mối quan hệ này tan vỡ, thậm chí là không nhìn mặt nhau. Nếu mâu thuẫn này xuất hiện từ nhỏ, kéo dài đến khi con cái trưởng thành, sẽ gây nên rất nhiều tổn thương về tâm lý. Chính vì thế, bước qua 50 tuổi, bản thân nhất định phải biết cách đối xử công bằng với con cái. Cái gì cho được thì phải chia cho đồng đều, đừng bên nặng bên nhẹ. Có như thế,
gia đình mới đầm ấm, chan hòa. Điều thứ hai, qua 50 tuổi, tránh cho người thân, bạn bè vay tiền, không cẩn thận lại rước họa vào thân. Lòng tốt không chỉ đến từ tấm lòng mà còn xuất phát từ sự tôn trọng. Nhờ vào trong suy nghĩ tôn trọng người thân, bạn bè nên chúng ta sẵn sàng cho họ vay tiền trong những lúc khẩn cấp. Tuy nhiên, lòng tốt chỉ thực sự có giá trị khi được đặt đúng người, đúng lúc, đúng nơi. Trên đời không thiếu những người vay tiền chúng ta xong thì chẳng có lấy một chút cảm kích, biết ơn mà ngược lại còn muốn trốn tránh trả lại tiền. Gặp những trường hợp còn nợ dây dưa mãi không trả, hẹn từ ngày này qua tháng nọ, có thể khiến cho kinh tế gia đình bạn bị ảnh hưởng, dẫn đến xích mích, cãi vã không đáng có. Chính vì thế, qua 50 tuổi, quý vị cần phải cẩn trọng hơn khi cho người khác vay tiền, dù là người thân hay bạn bè thì cũng cần phải có giấy cam kết, hẹn ngày trả rõ ràng để tránh tiền mất tật mang, ôm phiền não vào người. Điều thứ ba, một mình gánh vác trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ già. Người xưa có câu, trăm nết thiện, chữ hiếu đứng đầu. Trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc cha mẹ khi già yếu không phải của riêng ai, nên con cái trong cùng một gia đình tuyệt đối không được đùn đẩy trách nhiệm của mình cho bất kỳ người nào khác. Quý vị ạ, khi bước qua 50 tuổi, cha mẹ cũng ở độ tuổi 70-80. Ở độ tuổi ấy, được sống cùng cha mẹ chính là một điều may mắn và hạnh phúc. Nhưng ở một khía cạnh nào đó cũng là gánh nặng, nhất là với những người không có tiền tiết kiệm khi về già, không được hưởng phúc lợi xã hội. Thậm chí, nhiều người qua tuổi 50, chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng phải dựa vào con cháu thì làm sao đủ khả năng chăm sóc cha mẹ già. Có câu, lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt. Anh chị em trong nhà phải yêu thương, chia sẻ trách nhiệm với nhau. Thế nên, việc phụng dưỡng cha mẹ tốt nhất nên cùng anh chị em trong nhà bàn bạc, không được tự mình ra quyết định để tránh những hiểu lầm không đáng có. Điều thứ tư, trong công việc càng nhiệt tình lại càng áp lực. Có nhiều người đã qua 50 tuổi nhưng vẫn nghĩ bản thân đủ sức để làm những việc lớn lao như người trẻ, rồi cái gì cũng nhận về mình. Thế nhưng, khi tuổi tác đã cao, bản thân không bắt kịp với sự phát triển của công nghệ, của thời đại, sẽ khiến công việc bị trì trệ, làm ảnh hưởng đến công ty, rồi kết quả nhận lại là hai từ sa thải. Thế nên, đến tuổi 50, hãy cố gắng thích nghi với những thay đổi ở nơi làm việc, chủ động nhượng bộ những việc mình không dành cho lớp người trẻ ở dưới và cố gắng học hỏi từng ngày. Cái gì không biết thì không, chứ đừng để sự cố chấp của lòng tự trọng khiến mình bị tụt hậu. Làm được như vậy không chỉ khiến công việc ngày càng thuận lợi, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng được hài hòa hơn. Hãy nhớ rằng, lùi một bước, tiến ngàn dặm. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta cần phải biết tự tích góp tiền dưỡng già cho mình. Để giữ cho mình tôn nghiêm, không cần phải nhìn sắc mặt con cái. Người ta nói, tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì cũng chẳng làm được việc gì. Đối với người già mà nói, cơ thể tuy dần dần lão hóa, nhưng tôn nghiêm lại ngày càng cao. Đặc biệt là trong chuyện tiền bạc, nếu vì tiền mà phải nhìn sắc mặt của con cái, họ thà nhẫn nhịn không mở miệng còn hơn. Trong tay có tiền, con cái thỉnh thoảng về thăm biếu chút quà hiếu thuận, bản thân cũng có thể trả lại cho chúng dưới hình thức lì xì, mua quà cáp cho cháu, tiền ăn vặt. Như vậy, cả nhà đều vui. Để cuộc sống của mình khi về già phong phú hơn, trong tay có tiền, muốn sống ra sao cho vui vẻ thì sống. Sau khi về hưu, trong tay có tiền,
có thể rủ bạn bè đi đây đi đó, cũng có thể học và làm những thứ mà hồi trẻ thích nhưng không có thời gian và cơ hội đi làm. Bước vào tuổi lão niên, phải biết cách nâng cao đời sống vật chất của mình một cách thích hợp. Uống những loại trà cao cấp, ăn những thức ăn bổ dưỡng, mặc những bộ quần áo đắt hơn một chút. Đây cũng là một phương thức nâng cao cảm giác an toàn trong tâm lý. Không có tiền, tới tiền mua thuốc chữa bệnh còn chẳng có, chứ nói gì tới việc cải thiện chất lượng cuộc sống. Về già, mình có bệnh tật gì cũng sẽ không phiền hà tới con cái, cũng không để con cái vì chuyện tiền viện phí mà tranh cãi hay không vui với nhau. Bước vào tuổi già, bệnh tật dù lớn dù nhỏ cũng là chuyện tất nhiên. Trong tay có tiền, không cần con cái vì chuyện tiền viện phí mà thêm một phần gánh nặng, bởi lẽ cuộc sống của chúng cũng sớm đã có không ít gánh nặng rồi. Hơn nữa, gặp được con dâu, con rể tốt thì không sao, nếu không gặp được thì hà cớ gì mình còn mang thêm rắc rối cho con của mình hay liên lụy tới chúng nữa. Phần cuối của video, xin kính mời quý thính giả nghe câu chuyện về sổ tiết kiệm của người mẹ câm. Xa quê 10 năm, tôi mới về thăm lại nơi chôn rau cắt rốn của mình. Chuyến đi này rất khác vì lâu lắm rồi tôi không gặp lại mẹ. 10 năm trước, vì tin vợ tôi đã hiểu lầm mẹ, không chịu về quê thăm bà. Gần đây, hai vợ chồng tôi ly hôn, nhiều chuyện trong quá khứ được đào lên. Điều khiến tôi đau lòng hối hận nhất chính là việc bỏ rơi người mẹ tật nguyền của mình. Mẹ tôi không may bị câm điếc bẩm sinh, năm 20 tuổi bà có thai. Bố tôi là ai, tôi không rõ. Ông bà ngoại cũng không biết. Tuy nhiên, thay vì trách móc, ông bà ngoại coi tôi như món quà mà ông trời bù đắp cho đứa con gái thiệt thòi của mình. Dù nhà nghèo nhưng mẹ tôi vẫn quyết cho tôi đến trường học con chữ. Hàng ngày, bà mò cua bắt ốc, ăn cơm với rau mắm, nhường tôi miếng thịt. Tuổi thơ tôi dù thiếu thốn vật chất nhưng lại tràn ngập tình yêu thương. Cũng may tôi thông minh sáng dạ nên năm nào cũng được huyện trao học bổng. 4 năm tôi học đại học, mẹ ở quê chắt chiu từng đồng gửi lên cho tôi mua máy tính, giáo trình ngoại ngữ. Mỗi lần về nhà thấy tay mẹ thêm chai sần, đôi mắt trũng sâu, tôi xót xa trong lòng, tự nhủ bản thân phải kiếm được nhiều tiền để đón mẹ lên thành phố phụng dưỡng. Sau 5 năm ra trường, tôi mua được nhà, lấy vợ và đón mẹ lên ở cùng. Chẳng ngờ chung sống được 1 năm, mọi chuyện bắt đầu rối ren. Vợ tôi còn nhà khá giả, căn nhà hai vợ chồng đang ở cũng có một nửa tiền cô ấy đóng góp. Một lần vợ tôi kêu mất nữ trang, tôi bảo cô ấy tìm kỹ lại xem có nhầm lẫn hay bỏ quên ở đâu không. Chuyện mất trộm chưa lắng xuống thì đến chuyện cậu con trai 1 tuổi của tôi ngày nào cũng xuất hiện vết bầm tím, vết ngón tay cấu véo. Vợ sụt sịt khóc lóc cho rằng thằng bé ở nhà cả ngày với bà nội, những vết thâm tím này là do bà gây ra. Người giúp việc chỉ làm theo giờ, lại gắn bó với cô ấy từ ngày chưa lấy chồng, nên phần lớn mọi điều nghi vấn trách móc của vợ đều đổ dồn vào mẹ tôi. Ban đầu, tôi một mực bênh vực mẹ, thế là vợ chồng tôi ngày nào cũng cãi vã. Mẹ tôi nhìn nét mặt các con cũng hiểu được đôi phần nên phiền lòng, xách đồ định bỏ về quê. Tôi giữ mẹ lại, không ngờ làm rơi túi đồ. Dây chuyền vòng vàng của vợ tôi văng ra tung tóe, thế là vợ thôi được thể làm ầm lên, mẹ cũng mắt đỏ hoe, tay không đi ra khỏi nhà. Từ chỗ bênh vực mẹ, tôi chuyển sang ghét bỏ bà. Tôi thật sự không ngờ mẹ mình có thể làm ra những việc xấu hổ như thế. Tôi giận mẹ, vợ lại nói thêm vài câu, thế là từ đó tôi không về quê thăm mẹ nữa. Dù bà có nhờ người nhắn tin hỏi thăm, tôi cũng chẳng thèm quan tâm lấy. Cho đến ngày chúng tôi ly hôn vì vợ có người khác,
Công việc làm ăn cũng đổ bể, tôi mới chán nản, về nhà cũ dọn dẹp đồ để mang sang chỗ ở mới. Thật chẳng ngờ được, tôi nghe được vợ nói chuyện với bạn thân. Hóa ra, 10 năm trước, chính cô ấy là người đánh con và lén bỏ vàng vào túi sách của mẹ chồng nhằm vu oan cho bà ấy, lấy cớ đuổi bà về quê. Tôi sững người trước cửa, lúc này chị họ lại gọi điện hẹn gặp. Tôi đến thì chị đưa tôi cuốn sổ tiết kiệm 50 triệu đồng. Chị nói đây là sổ tiết kiệm mà mẹ dành dụm từ tiền bán lợn gà trong nhà để gửi lên cho tôi. 10 năm, tôi bỏ mặc người mẹ tật nguyền nhưng không ngờ đến lúc xa cơ lại nhận được một món quà từ bà. Cầm cuốn sổ tiết kiệm trên tay, lòng tôi đau nhói. Cảm giác xấu hổ, hối hận cứ thế ập đến làm tôi không thở được. Tôi tức tốc đón xe về quê. Mẹ đã già yếu đi nhiều, đôi mắt đã lòa đi vì khóc nhớ con. Về đến cổng, mẹ tôi ngồi đó, còng cõi, đôi mắt mờ đục hướng ra xa xa. Đến khi tôi khẽ cầm bàn tay bà, đôi mắt đó mới phấn chấn đôi chút. Tôi gục vào lòng mẹ, khóc như một đứa trẻ. Cả cuộc đời này, tôi không thể tha thứ cho chính mình. Tôi mong rằng đừng ai phạm phải sai lầm giống tôi. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe những chia sẻ cùng kênh Triết Lý Tinh Hoa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video sau.